xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025 và đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Hùng Sơn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và thực hiện kỷ luật lao động. 4. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Đàm Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã không trung thực trong việc báo cáo kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng không hợp pháp, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định về những điều đảng viên không được làm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Đàm Quang Vinh, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ. 5. Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy. 1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sơn La còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sơn La kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 2. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo điều hành, quản lý, việc thực hiện các dự án để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, đấu thầu và bảo vệ môi trường. Những vi phạm, khuyết điểm trên của Ban Cán sự Đảng và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cần được tiếp tục kiểm tra làm rõ. 6. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra. Cũng tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.